mình order một cái bánh crepe sầu riêng nè các bạn. Cái bánh này thì nó có ba màu, lấy dứa với sầu riêng là khoai môn. Một cái như gì là 40 đô nè các bạn. Bây giờ mình review cái bánh này cả ngon nha, tại mình thấy ở trong YouTube á, mấy bạn thường review cái bánh này rất là ngon nên mình mua về mình ăn thử. Cái này là ở Việt Nam á, nhập que các bạn, mình mua trên mạng. Ồ, cũng chặt dữ đó chứ. Cái này cũng hơi khá mỡ đi. Này cái dài cái mấy kia. Cái này cũng khỏi bị. Cái bánh này mở ra cũng hơi lâu rồi chứ. Một cái này là 40 đô các bạn. Nghe mùi thơm lắm. Rồi đây, thơm quá. Một cái nó bị lớn nè các bạn. Giờ mình ăn mình review thử ngon không nha. Mình tưởng mềm, mình lấy cái muỗng mình để mình múc. Giờ mình ăn thử nha. Cái này là cái bánh trái sầu riêng, nó màu vàng. Nó có một lớp giấy rồi. Cái này kêu là bánh crepe sầu riêng, nó rất là thơm, đậm mùi sầu riêng á. Nó còn ngon, đậm mùi sầu riêng mà không có ngọt lắm. Nên mình thử cái màu xanh nè, màu xanh thì ở dưới cũng màu vàng các bạn ơi. Ở trên này nó dừa, lá dứa. Ở trong này cũng sầu riêng. Màu xanh này phải béo, ốc dừa hơn. Mình ăn thử cái màu tím à.
màu tím là khoai môn, với dừa, dừa bào. Ở trong này là cũng có khoai môn nữa các bạn. Cái này cũng nhiều mùi dừa nhiều hơn. Không có ngọt lắm. Nhưng mà trong ba cái màu này á, nếu mà bạn nào mà thích ăn béo như là cái mùi cốt dừa hơn á, nó có màu xanh rất là đậm mùi cốt dừa. Cái này khoai môn với cốt với dừa, còn này sầu riêng không à các bạn. Mình thì mình thích cái màu vàng hơn. Ngon dạ. Thêm mấy bạn review trong YouTube á, nói là cái này ngon mà thiệt. Ngon thiệt. Nhưng mà ăn chừng miếng à, ăn nhiều không thoát. Thì mình review cho các bạn xem cái bánh này như thế nào nữa. Ăn như đây đủ rồi. Bye bye.